bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ cô nàng thị phi, Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố ăn chay trọn đời sau thời gian dài ở ẩn. Trong showbiz Việt, Angela Phương Trinh là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và nổi tiếng. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, người đẹp hạn chế xuất hiện và dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Ít ai biết rằng người đẹp 24 tuổi đã ăn chay hơn 2 năm qua. Ở gia đình, duy nhất Angela Phương Trinh ăn chay liên tục. Các thành viên còn lại chỉ ăn chay vào ngày rằm trong tháng. Quyết định đột ngột này của nữ diễn viên khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Mới đây, nữ diễn viên Angela Phương Trinh vừa cam kết ăn chay trọn đời. Bởi động vật không dùng để làm đồ ăn, làm thí nghiệm, làm trò tiêu khiển hay bạo hành trong bất kỳ hình thức nào. Trong tuyên bố của mình, Angela Phương Trinh tâm sự về quyết định này của mình. Hôm qua, ngày mùng 1 tháng 1 trên 2020, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào nhân, quả, tôn trọng mạng sống, tình thương yêu đối với chúng sanh theo tinh thần của người con Phật. Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc thầy trường thọ, gia đình và bản thân sức khỏe, an lạc. Mỹ nhân 9X tâm niệm việc ăn chay bớt sát sinh, tạo nghiệp cũng như giúp cô có sức khỏe tốt hơn. Ha ha ha,